Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Cũng thôi. Thủy thú Thanh Đồng cấp truyền kỳ. Đánh lâu như vậy sao vẫn không thấy ra ló đâu nhỉ? Chiến thần bất hủ. Đây là thứ phòng ngự quỷ quái gì vậy? Trảm tinh đao khí. Chiêu này có hiệu quả. Lão Trầu, mau tiếp tục dùng chiêu này đập nó đi. Chiêu lúc nãy tiêu phí hết sạch năng lượng của tôi rồi, hết nhẵn rồi. Này này này. Tài liệu cô Vương đưa không phải lỗi, thuộc tính của Thủy thú Thanh Đồng là bình thường lắm hay sao? Cái thứ đồ chơi này khác nào một cục sắt to không thể nào di chuyển cơ chứ? Được, chí ít là ấn ký phó bản này cũng không khó tìm. Lão Châu, cậu có đang nghe không vậy? Nhiệm vụ này không thể nào sử dụng thứ cùng thú cưng đồng hành, có phải là quá quá khó rồi không? Cũng không hẳn là không có biện pháp nào. Mặc dù lúc tiến vào, Cấm Thành quả thật là không cảm nhận được liên hệ khế ước của thú cưng đồng hành. Chẳng qua hai đứa nhóc đó lại là ngoại lệ, mình vẫn có thể nghe được âm thanh chúng nó cười cợt lô đùa. Có điều, vì để tránh phiền phức không cần thiết, vẫn không nên bại lộ bọn chúng, có thể phớt mờ quy tắc của Cấm Thành thì tốt hơn. Sức phòng ngự của Thụy Thú Thanh Đồng kinh người, nhưng mà cũng không phải là vô địch. Nếu đã có chỗ để điều động thì có thể tìm ra cơ hội để phá vỡ mới đúng. Tuy nói như vậy, nhưng thông tin nhiệm vụ đưa ra cũng quá sai sai rồi. Giết chết được Thụy Thú Thanh Đồng, cậu với tôi là cấp truyền kỳ cũng coi như là còn phần tiến lùi linh động. Nhưng nếu là bạn học cấp bình thường chỉ cần không cẩn thận thì sẽ chắc không phải là có hack ở đây đâu, chắc không phải là có hack ở đâu đó chứ. Không sao, tôi nhất định có thể nghĩ ra cách khiến cho tất cả bạn học có thể thông qua. Lão Châu, sao đột nhiên cậu lương thiện vậy? Sau đó có lẽ có thể bán được không ít tiền, vừa hay có thể ủng hộ bên học trưởng Hoàng Cực một chút. Mò mẫm cả mười mấy lần, cuối cùng cũng biết then chốt ở đâu rồi. Ảm đạm. Chính là ở đây. Di động, công kích, phòng ngự của Thủy thú Thanh Đồng. Cần hoàn thành sức mạnh bên trong cơ thể. Khi Thủy thú Thanh Đồng hành động, sức mạnh sẽ tập trung đến một bộ phận nhất định trên cơ thể. Đồng thời, một bộ phận cơ thể khác sẽ sinh ra vị trí thiếu năng lượng. Đây chính là nhược điểm của nó. Chỉ là sau khi thử nghiệm, khi Thủy thú Thanh Đồng thực hiện các hành động khác nhau, thì vị trí của nhược điểm này cũng sẽ thay đổi và di chuyển. Nếu muốn sức mạnh cấp bình thường đánh được Thủy thú Thanh Đồng,
Vậy chỉ có thể ghi nhớ vị trí của nhược điểm trong tất cả các hình thức hành vi của Thụy Thú Thanh Đồng. Lại phải đi thêm chuyến nữa. Bạn tốt, Châu Văn đã gửi cho bạn một tệp bính kèm. Đây nè. Đuyệt. Lão Châu, tôi đánh được rồi. Chúc mừng. Lão Châu được đấy, theo như chiến lược mà cậu gửi cho tôi. Thế mà một mình tôi đánh được nó thật. Chiến lược mà hôm nay cậu gửi cho tôi quá đỉnh. Lão Châu, sao cậu biết được hay vậy? Chiến lược đánh Thụy Thú Thanh Đồng. Ây, nếu là cậu thì xem trước 20 trang là được rồi. Mấy tối nay mình đánh đến buồn nôn luôn rồi. Mấy cái này cậu đừng quan tâm. Mặc dù công phu cấp bình thường thì đánh lâu hơn một chút, nhưng cũng coi như là có thể thuận lợi đánh chết Thụy Thú Thanh Đồng. Cậu nói chiến lược này bán được bao nhiêu đây? Không thành vấn đề. Nguyên ca giúp cậu kiếm được một khoản to luôn. Chiến lược. Nhiệm vụ này chắc không cần chiến lược đâu ha. Dù sao nhiệm vụ của chúng ta cũng là giết chết 10 con Thụy Thú Thanh Đồng đó. Nhiệm vụ bài học: giết chết 10 con Thụy Thú Thanh Đồng, địa điểm cấm thành. Thỏ nhỏ Thanh Đồng cấp bình thường chắc cũng tính là thú Thanh Đồng nhỉ? Thanh Đồng, thỏ. Không phải Thụy Thú Thanh Đồng cấp truyền kỳ hay sao?